Đinh Ngọc Diệp, kiều nữ làng phim Việt từ bỏ hào quang lấy đạo diễn trăm tỷ Victor Vũ, giờ ra sao? Từ sau khi ngừng hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp trở nên vô cùng kín tiếng, khiến nhiều người tò mò. Trong làng giải trí Việt, Đinh Ngọc Diệp được ví như bông hoa có sắc lẫn hương khi không chỉ xinh đẹp mà còn rất đa tài giỏi giang. Thế nhưng giữa lúc hoạt động showbiz và trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến, nữ diễn viên này lại tạm gác sự nghiệp để tận hưởng cuộc sống riêng bên tổ ấm nhỏ, được mệnh danh là kiều nữ làng phim Việt. Sinh năm 1984, Đinh Ngọc Diệp có xuất thân trong một gia đình có học thức, bố làm thầy giáo còn mẹ là biên tập viên. Từ nhỏ, Ngọc Diệp đã được định hình giáo dục nghiêm túc. Đinh Ngọc Diệp khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một người mẫu. Thời điểm đó, nữ diễn viên gây ấn tượng khi đạt danh hiệu Hoa Khôi Tây Đô 2004 cùng giải thưởng Người Mẫu Việt Nam 2006. Kể từ đây, con đường nghệ thuật của cô đã bước sang một chương mới. Sở hữu vẻ đẹp rạng ngời, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi cuốn hút, Ngọc Diệp nhanh chóng được các đạo diễn phim chú ý. Bộ phim Anh Chỉ Có Mình Em đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu từ năm 2006. Theo sau đó là những tác phẩm như Mưa Thủy Tinh, Chuyện Tình Xa Xứ, Áo Cưới Thiên Đường. Ở thời điểm đầu, người đẹp sinh năm 1986 được cho khá non nớt. Thế nhưng giới chuyên môn cũng đã công nhận khả năng diễn xuất của Ngọc Diệp tốt hơn theo thời gian, đặc biệt là từ sau Mưa Thủy Tinh. Trong những năm sau đó, Đinh Ngọc Diệp ngày càng miệt mài hoạt động với tư cách là một diễn viên. Thậm chí, người đẹp này còn chăm chỉ đến mức dường như không có năm nào cô không tham gia đóng phim. Trong số đó, Bóng Ma Học Đường, Cô Dâu Đại Chiến, Lệnh Xóa Sổ và Giữa Hai Thế Giới, Scandal, Hào Quang Trở Lại, Người Bất Tử là những bộ phim điện ảnh đáng nhớ và vô cùng thành công trong sự nghiệp của Ngọc Diệp. Cô được mệnh danh là kiều nữ làng phim Việt nhờ nhan sắc trời ban và khả năng diễn xuất đa dạng. Ngoài ra, người đẹp đa tài còn hoạt động với tư cách là một MC biên tập. Từ bỏ hào quang kết hôn với đạo diễn trăm tỷ. Khi đang có một sự nghiệp ấn tượng vào năm 2016, Đinh Ngọc Diệp bất ngờ lên xe hoa cùng đạo diễn Victor Vũ. Trước đó, cô từng vướng nghi vấn tình cảm với cầu thủ Như Thành, Việt Kiều, Ram Đặng. Được biết, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ lần đầu gặp gỡ khi hợp tác trong bộ phim Chuyện Tình Xa Xứ. Thời điểm cặp đôi công khai chuyện tình cảm đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Đến tháng 3 2016, bộ đôi đạo diễn diễn viên ăn khách chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới vô cùng hạnh phúc. Kể từ khi kết hôn, Đinh Ngọc Diệp ít xuất hiện cũng như không tham gia nhiều bộ phim như trước. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình, chấp nhận làm hậu phương vững chắc để hỗ trợ ông xã thực hiện các dự án điện ảnh. Victor Vũ từng chia sẻ niềm hạnh phúc của anh là tìm được một người phụ nữ cùng ăn cơm chung mỗi ngày. Đến nay, nữ diễn viên và ông xã đạo diễn đã có với nhau hai cậu con trai dễ thương là Đình Vũ, tên thật Đông Quân đã 3 tuổi và Nolan Vũ, tên thật Nam Thiên, nay đã được hơn 1 tuổi. Nhiều cư dân mạng đùa rằng Đinh Ngọc Diệp mang tiếng là đẻ thuê vì hai cậu con trai đều giống bố y như đúc. Dẫu vậy, Ngọc Diệp luôn khẳng định rằng cô hạnh phúc khi có hai quý tử như thế này. Mặt khác, Victor Vũ cũng là một người chồng ao ước của chị em. Theo nữ diễn viên Scandal tiết lộ, Victor Vũ dù bận rộn với công việc nhưng luôn là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình, dành thời gian cùng cô chăm hai con. Với vị đạo diễn nổi tiếng này, Ngọc Diệp âu yếm gọi là người em luôn yêu, tin tưởng và dựa dẫm suốt đời. Về chuyện ở ẩn sau kết hôn, Đinh Ngọc Diệp cho biết ông xã luôn ủng hộ cô tham gia diễn xuất, nhưng bản thân cô lại muốn trau dồi kiến thức về truyền thông, dựng phim và những công việc hậu kỳ để hỗ trợ công việc cho ông xã. Suốt những năm nay, Đinh Ngọc Diệp luôn được phát hiện có mặt tại phim trường, hỗ trợ Victor Vũ trong loạt dự án phim như Lôi Cuốn, Người Bất Tử, Mắt Biếc, Thiên Thần Hộ Mệnh. Ở tuổi 37, không chỉ có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, Đinh Ngọc Diệp còn sở hữu nhan sắc đáng ghen tị. Chỉ còn vài năm nữa sẽ chính thức bước vào ngưỡng tứ tuần. Nữ diễn viên này tự tin khi sở hữu ngoại hình trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh gợi cảm. Trong thời gian ở nhà tránh dịch, sau phim Người Bất Tử dành trọn thời gian chăm chút cho tổ ấm bằng việc cắm hoa, trang hoàng không gian nhà. Được biết hiện tại, gia đình nhỏ của cô đang sống trong một căn hộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Là một nữ diễn viên xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, Đinh Ngọc Diệp càng khiến mọi người ngưỡng mộ hơn hết khi có tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Ở ngưỡng tuổi 40, có thể nói, người đẹp này dường như được nắm trong tay tất cả mọi thứ. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, người đẹp đã gửi lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào đến ông xã Victor Vũ. Theo đó, trong ngày đón tuổi mới, nam đạo diễn đã được vợ chuẩn bị chu đáo chiếc bánh kem tại nhà. Hai nhóc tì vui vẻ cùng bố mẹ chụp lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt này. Nữ diễn viên viết, vợ muốn ôm chồng thật chặt và cảm ơn chồng vì đã xuất hiện trên thế gian này, để làm người chồng ấm áp của em và là bố yêu của hai nhóc siêu quậy. Chúc những điều ước sinh nhật của chồng trở thành hiện thực nha. Khỏe hơn để có sức chơi với con, tươi hơn để sáng tạo thật nhiều phim hay cho vợ xem, bố nhé. Có thể thấy dù khá kín tiếng với truyền thông, nhưng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.